Xin mời anh Phúc ơi, anh có thể nhìn ra, anh có phát hiện ra đây là đâu không ạ? À, đây là nhà hát Bến Thành. Dạ vâng, nhà hát Bến Thành. Nó có kỷ niệm gì với anh ạ? Rất là kỷ niệm luôn, bởi vì là khi lần đầu tiên Phúc đặt chân lên Sài Gòn. Và đây là điểm đầu tiên mà Phúc đến để tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật. Đây là nơi là có những chương trình như là câu lạc bộ chiều thứ năm nè, câu lạc bộ chiều thứ bảy nè. Mỗi tuần như vậy là Phúc đến ngày thứ năm là đến ngày thứ bảy là lao tới đây để nghe các ca sĩ của các câu lạc bộ hát. Lần đầu tiên Phúc vào đây, ngày đầu tiên là Phúc xem. Nhưng mà tới lần thứ hai thì Phúc được một người bạn đến mời và chào hỏi. Thì cái anh đó lại hỏi Phúc là thích hát không? Muốn trở thành ca sĩ không? Có một công ty đang tuyển những cái tài năng mới, tài năng trẻ. Cái mình cũng bất ngờ. Rồi sau đó. Quá ha. Cái mình cũng làm quen. Rồi sau đó là đúng là anh đó đã giới thiệu Phúc vào một cái trung tâm. Đó là trung tâm tài năng mới. Bây giờ thì chúng ta đã xong cái lá thăm đầu tiên. Mời anh bốc tiếp lá thăm tiếp theo ạ. Đây, đây. Em sẽ đọc. Dạ vâng. Cơ duyên vào nghề. Em xin hỏi anh là cái công ty mà bạn anh giới thiệu đó là công ty gì và anh đã kết hợp với cùng với ai ạ? Lúc mà người bạn đó giới thiệu cho Phúc vào một cái công ty có tên là Tài Năng Mới. Và công ty đó được điều hành bởi chị Thủy. Và chị cũng là một manager của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Dạ, yeah, em biết anh Nguyễn. Chắc em còn nhớ anh Hùng biết. Đúng không? Thì ca sĩ Nguyễn Phi Hùng lúc đó cùng Phúc với lại ca sĩ Quách Thành Danh. Quách Thành Danh em biết là, luôn. Là ba người trong rất là nhiều người của công ty. Thì bắt đầu được giới thiệu vào công ty và được tập và được đào tạo. Nhưng mà anh Nguyễn Phi Hùng á, là người được chị Thủy chọn là người debut đầu tiên. Nên là lúc đó tập trung dồn sức lực mọi thứ là tập trung cho anh Hùng. Nên là những thành viên còn lại đó vẫn là tập luyện thôi chứ chưa được hoạt động. Và trong cái khoảng thời gian mà Phúc ở công ty Tài Năng Mới đó thì một lần nữa gặp lại một người quen cũ. Và người quen cũ đó mới đang tìm một cái thành viên để đắp vào cho cái người cuối cùng của một cái nhóm nhạc. Thế Phúc cảm thấy là đây cũng là một cái cơ hội. Và Phúc đã quyết định gia nhập vào cái nhóm nhạc 1088. Và cái cơ duyên vào nhóm nhạc 1088 á, là do người thầy đầu tiên của nhóm luôn, đó là nhạc sĩ Đỗ Quang, đã quen biết Phúc trước đây ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng rất là thích 1088. Thích bài gì mà anh mang theo năm chiếc nón mới, anh mang theo năm cây gậy sinh và dạ vâng. Với 1088 thì em biết năm thành viên ở trong 1088 là gồm có anh Ưng Hoàng Phúc nè, anh Nhất Thiên Bảo nè, anh Vân Quang Long nè, Điền Thái Toàn và anh Nhật Tinh Anh. Em thấy tên ai cũng đẹp cả và em biết được là đó chỉ là tên nghệ danh thôi, còn tên thật của các anh là khác. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì ý nghĩa tên nghệ danh của từng anh? Khi mà anh Đỗ Quang ra ngoài Huế, đi vào trong cái cung đình Huế đó, thì có những cái di tích lịch sử mà ở trong cái cung điện của vua chúa. Từ những cái bảo vật mà trong cái cung điện đó thì anh Đỗ Quang mới bắt đầu đặt tên cho từng thành viên. Phúc thí dụ như cái tên Ưng Hoàng Phúc đi, là được bắt nguồn từ cái con chim ưng. Chim ưng đó là đậu trên cái ghế vua luôn. Tức là phía sau lưng của cái ghế vua là có hình con chim ưng như vậy. Và đặt tên Ưng Hoàng Phúc, tức là con chim ưng này là được cái phúc của vua. Thí dụ như Vân Quang Long. Vân Quang Long là cái gì? Con rồng đang bay trên mây. Vân là mây. Nhất Thiên Bảo là một cái thanh bảo kiếm của vua. Thì từ những cái bảo vật đó mà đặt ra những cái tên nghệ danh cho năm thành viên của nhóm 1088. Anh ơi, anh nhìn ra bên ngoài đi ạ. Và anh có đoán được đây là địa điểm nào không ạ? Đây chính là Nhạc viện Thành phố. Nhạc viện Thành phố, nơi mà anh đã gặp mà nhạc sĩ Đỗ Quang. Bây giờ khang trang hơn và đẹp hơn. Ngắm nhìn lại cái ngôi trường cũ của mình thì cảm xúc của anh hiện tại như thế nào? Thực sự là rất là nhiều kỷ niệm với cái ngôi trường này. Từ cái ngôi trường này mà đã cho anh rất là nhiều kiến thức trong âm nhạc. Ở những cái thời điểm giai đoạn đầu khi bước chập chững vào nghề. Anh học bao lâu thì anh bắt đầu đi hát ạ? Tức là có hai giai đoạn. Trước khi anh lên đây á, là anh chỉ vào đây để anh học thanh nhạc thôi. Anh học được mấy tháng. Rồi sau đó rồi anh mới bắt đầu anh đi ra, anh bắt đầu đi tìm cái con đường để trở thành cái con đường
hát chuyên nghiệp, ca sĩ chuyên nghiệp. Rồi sau đó một năm rồi anh quay lại trường này để bắt đầu anh thi vào nhạc viện. Và anh thi vào anh học được nửa năm là anh nổi tiếng luôn. Nửa năm là anh nổi tiếng. Là anh ra cái album đầu tiên đó. Thà Rằng Như Thế. Thà Rằng Như Thế là ở ngôi trường này anh còn nhớ là anh cầm cái album Thà Rằng Như Thế vào đây á, là lúc đó chưa có ai biết nó là cái gì hết á. Anh vào anh còn tặng cho thầy cô rồi những người bạn ở trong trường cái album đó. Và đúng sau một tuần lễ sau thôi là album đó là thành công vang dội trên khắp cả nước luôn. Quá vang dội anh. Em ở Nha Trang mà em gọi là cái khu vực đó là ai cũng biết bài đó và nhà nào cũng mở bài đó luôn. Cái bài hát đầu tiên mà anh đi hát để kiếm tiền á, anh có nhớ là anh hát bài gì không? Lần đầu tiên anh kiếm tiền là lúc từ nhỏ anh đã bắt đầu kiếm tiền được rồi. Lúc mà mười mấy tuổi á hả? 15, 16 tuổi á là đã có người mời anh để hát và trả tiền cho anh rồi. Trong những cái sự kiện nào ạ? Hồi đó sinh nhật, đám cưới? Không, nó kêu là cà phê ca nhạc á. À, cà phê ca nhạc em biết hát với nhau đúng không? Với nhau đó, cà phê ca nhạc hát với nhau đó. Vâng. Thì anh là một trong những người bình thường thôi nhưng mà được mời để trả tiền cho anh hát. Wow. Và từ đó là anh đã được nhận cái mức lương đầu tiên. Mức lương đầu tiên của anh là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 50.000. Khoảng vào năm bao nhiêu ạ? 97. 97 mà được 50.000. Anh nhớ lúc đó là anh hát khoảng 4 bài. Vậy thì cái lương đầu tiên đó thì anh đã làm gì? Anh cũng không có nhớ rõ lắm nhưng mà anh chỉ nhớ là lúc đó anh có nguyên một cái xe gọi là cái xe ba gác đó, xe gắn máy á. Vâng. Thì ngoài sau có nguyên cái thùng ba gác này nè thì chở rất là đông mười mấy người để đi vừa đi coi anh mà vừa ủng hộ anh luôn. Đó, thì anh có được số tiền đó là về là bắt đầu anh đãi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái địa điểm kỷ niệm khác của anh, xin mời anh lên xe. Album đầu tiên của anh là Thà Rằng Như Thế được ra mắt vào năm 2002. Chỉ 15 ngày sau khi mà phát hành album đã bán được 15.000 bản. Sau đó thì cái con số mà đạt kỷ lục 55.000 bản. Ngày xưa là bằng CD đúng không anh? CD nhưng mà đặc biệt là tặng kèm thêm VCD nữa. Chi phí để mà mình sản xuất ra một cái DVD như vậy và một cái CD như vậy thì nó có tốn nhiều tiền không ạ? Mình nhớ là mình đầu tư cho cái album đó là khoảng gần 300 triệu. Gần 20 năm thì đầu tư 300 triệu cho một album là cũng là một con số rất là khủng. Rất khủng luôn á. Em đã có dàn karaoke ở nhà hát cho cả xóm nghe rồi. Quá hay. Cho nên là tất cả những bài trong album đầu tiên đó của anh em thuộc hết. Anh thích bài nào nhất trong album Vol 1? Ấn tượng và thích nhất là ca khúc Tôi Không Tin. Trong nhân gian. Nghe trực tiếp âm thanh rất sống động và được chạm vô người nữa, trời ơi. Mời anh bốc lá thăm tiếp theo ạ. Bẵng đi một thời gian, em không thấy anh ra bài mới nữa. Một cái khoảng thời gian anh vắng bóng trên thị trường âm nhạc đó là anh bị tái cái chấn thương cột sống trở lại và thoát vị đĩa đệm gây ra thoái hóa cột sống ở một cái mức độ khá là nặng. Nếu mà kể về cái giai đoạn này thì phải nói là bắt đầu từ trong nhóm 1088 phải tập luyện rất là cực lực. Trong cái thời gian tập luyện thì có những cái chấn thương xảy ra khi mà Phúc tập nhảy mà té ngã. Thì cho tới cái thời điểm mà chỉ còn 6 tháng nữa là hết hợp đồng nhóm 1088 với công ty Cánh Chim Việt thì lúc đó cái chấn thương của Phúc nó đau quá. Nó làm cho Phúc không thể nào chịu đựng nổi cái đau đó mà không có đi đứng được. Thì bắt đầu Phúc mới khám và chuẩn đoán là mổ. Thì sau mổ lần đầu tiên đó thì mình về mình nghỉ ngơi, mình phục hồi, mình sinh hoạt, mình làm việc lại được khoảng 3 năm. Rồi sau đó nó lại bị tái lại. Cho tới thời điểm năm 2015, là từ năm 2001 cho tới năm 2015 là trải qua 15 năm đó Phúc phục hồi lại hoàn toàn. Cái khoảng thời gian mà anh chữa trị bệnh á thì anh phải nghỉ hát đúng không? Sau đó khi mà anh đi hát lại thì như thế nào? Nếu mà nói về khoảng thời gian đó thì đó là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn. Nói chung là đủ thứ hết. Nó xảy ra đến với mình, sự nghiệp của mình cũng đi xuống. Rồi cũng có một số những đàn em ở thế hệ lúc đó sau mình ở lúc đó thì các bạn đó cũng gọi là mới bắt đầu được nổi tiếng. Thì bắt đầu thấy mình như vậy thì có tỏ vẻ là không có tôn trọng, hơi coi thường. Và giống như là có những cái câu nói như là thời này là thời của mình nè. Nói như vậy luôn anh? Nói chung là có những câu nói nó hơi xúc phạm và nghe nó không hay lắm. Thì cũng làm cho mình tủi thân và mình cũng buồn. Nhưng mà mình nghĩ ok, đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nếu như mà thời điểm này bạn cảm thấy mình như vậy, mình không có xứng đáng thì bạn chê, mình chấp nhận. Mình chỉ biết là
thôi, bây giờ mình phải cố gắng. Sau này mình sẽ trở lại bằng một cái cách nào đó, như thế nào đó để mình chứng tỏ cho người ta thấy khả năng của mình. Anh đã từng song ca rất là nhiều với những ca sĩ nữ. Chị Lương Bích Hữu nè, chị Thu Thủy, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Ngô Quỳnh Anh. Và sau đây thì sẽ là một nhân vật đặc biệt. Chương trình yêu cầu anh là phải nhắm mắt lại. 5, 4, 3, 2, 1. Tôi nghe cái tiếng này nữa, cái tiếng guốc nó quen. Tiếng guốc mà cũng biết được luôn, anh có thể đoán được ai không? Anh nghe tiếng guốc anh đoán được người đó. Anh đoán. Nếu mà anh không đoán được thì không phải là ưng một hút nữa. Xin mời dự đoán của anh ạ. Còn ai nữa ngoài bà xã của tôi? Còn ai nữa ngoài bà xã của tôi? Đâu vậy? Đâu vậy? Trời ơi! Đâu đây? Đi đến đây làm cái điều bất ngờ cho anh nè. Trời ơi! Cái gì vậy tự nhiên? Trời ơi! Tự nhiên vô cái... Hả? Chắc hồi nãy tại ông thấy em ở nhà make up cho nên là nghi phải không? Con. Nãy thấy bà xã livestream nhà mà. Ủa vậy là hai người có thông đồng với nhau từ trước không? Không, không hề. Có giấu chương trình không? Làm tự nhiên em đi giấu chương trình làm gì? Vụ gì đấy? Mà tới đây làm gì vụ gì? Dạ đây thì đây là một người đặc biệt cuối cùng mà chương trình muốn anh gặp. Ủa gì? Dạ vâng, ủa đặc biệt mà. Nãy giờ anh lại đoán là anh nghĩ chắc kêu mời chị Thủy Nguyễn hay là anh Quách Thành Danh hay là cái gì thế đặc biệt những cái điểm là nhớ hồi nãy kỷ niệm đó. Và anh vào cái quán cà phê này, ủa nhớ trước mình đâu có ấn tượng gì với quán cà phê này, đâu có gì kỷ niệm quán này ta. Dạ. Tại vì chồng biết sao không, lúc em quen chồng là hầu như là chỉ là qua nhà chồng chơi. Rồi sau đó thì mình quen nhau rồi em đi diễn với anh, thì những cái lúc mà mình đi lưu diễn với nhau đó là những cái kỷ niệm, chứ cũng không có một cái không gian nào mà gọi là riêng để mà không có công việc mà ra ngoài ngồi thì ít có lắm. Sẵn cái dịp mà vấn đề của em hôm qua đó, mình đi nguyên cái gia đình mình rồi đúng không, thì nhận lời tham gia chương trình đến đây để mà cùng ngồi cũng có không gian riêng rồi ngồi tám tám chuyện với nhau chơi. Chỉ vậy thôi đó. Anh Phúc thân mến, chị hiện tại đang rất là nhiều cảm xúc, mà cảm xúc của chị đã thể hiện ra ở trong cái lá thư này. Và xin mời anh đọc lá thư này cho tất cả mọi người cùng nghe. Thương gửi chồng yêu. Thương gửi. Đừng nói với gà nữa. Không, em nổi lắm. Vợ chỉ muốn nói với chồng lời xin lỗi vì đã lỡ để mất chiếc nhẫn cầu hôn. Khi mất rồi, chồng không có phản ứng khó chịu gì để em phải buồn, còn nói của đi thay người nữa. Khuyên em đừng buồn, nhờ có như vậy vợ mới nguôi ngoai được. Chứ thật sự vợ tiếc chiếc nhẫn, vì đó là kỷ vật quan trọng lúc mình lấy nhau. Chưa dừng lại ở đó, chồng đã chiều theo sở thích của em cho em mua lại chiếc nhẫn khác. Wow. Không biết nói gì hơn là em cảm ơn chồng rất nhiều, đã luôn yêu chiều tính ngang bướng của vợ, luôn nhường nhịn vợ những lúc vợ nổi cơn nóng giận, để cuộc sống gia đình mình luôn ấm êm, hạnh phúc, vui vẻ với nhau. Yêu chồng nhất quả đất này, I love you. Không hề nổi da gà anh ơi. Hả? Bởi vì đó là những lời lẽ mà từ bên trong tâm hồn của một người vợ viết cho anh. Hôm bữa thực sự là thấy bà xã của Phúc là gọi như là một cái kỷ vật rất là quan trọng luôn á, rất là quan trọng. Không phải là vì cái số tiền đó không, mà vì nó là một cái vật mà mình sắp xếp đủ tất cả mọi thứ hết. Rồi mình quỳ xuống mình cầu hôn rồi mình tặng. Tự nhiên mất xong cái ngồi buồn mấy ngày trời. Cái mình mới thấy vậy thôi, coi như là những cái gì mà gọi là vật chất á, thì coi như em phải suy nghĩ đã là mất rồi thì thôi đi, đừng có để cái tâm trí vô nó nữa. Bây giờ mình phải thoải mái, mình phải vui luôn đi. Cuộc sống mình đâu phải là chỉ có những cái thứ đó không đâu, mình còn nhiều thứ lắm. Thôi bà xã xích cái gì? Cái quầy còn nói em thích chiếc nhẫn kim cương. Cái quầy còn nói em thích chiếc nhẫn kim cương. Trời biết cái thích ghê luôn. Thì em nói phong long đại vậy thôi, chứ em đâu nghĩ là chồng mua cho em liền đâu. Ủa? Vậy sau đó là mua hả anh? Đúng rồi, hôm qua là vấn đề của kim cương thì ông sẽ mua cho chiếc nhẫn kim cương. Trời ơi, chói quá, chói quá, ui trời, chói quá. Sinh nhật, hôm qua cũng là ngày sinh nhật của bà xã của Phúc. Em biết, và hiện tại thì chương trình của tụi em
cũng biết được ngày hôm qua là sinh nhật của chị và cũng đã chuẩn bị một cái bánh sinh nhật để cùng chúc mừng anh chị. Happy birthday to you. Trời ơi, dễ thương quá. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Trời ơi, sinh nhật muộn, cảm ơn chương trình. Dạ. Em muốn hỏi chị là đối với anh Ưng Hoàng Phúc, đối với chồng của chị, thì chị có thể cho một cảm nhận về người chồng của chị, người mà đầu ấp tay gối với chị. Em cảm thấy là em rất may mắn và cảm nhận của em về chồng thì chồng là một người rất rất là ok và nói với em là chồng trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Có cái gì không hài lòng không? Cũng có chứ phải không? Có chứ phải không? Nhỏ nhỏ như là gì? Nhỏ nhỏ như là ăn uống thì hơi khó khăn xíu. Ăn cái gì là phải như cái món đó là phải ăn với cái nước chấm đó, phải cái gì đúng đó nó đúng bài của nó, nó phải chung chung như vậy thì nó mới đúng. Không. Đó là kiểu kiểu em thấy cái chuyện đó bình thường thì bình thường mà đôi khi đôi khi nó cũng có những cái mình cũng không có người phục vụ cho mình, người phục vụ mình thấy cái kiểu không sao, mấy cái điều nhỏ nhặt đó mình có thể bỏ qua được mà. Và còn một cái thú nữa là anh thích chơi kiển nha. Trời ơi, tôi nói hả, nhà bây giờ chỉ còn cái đường đi nhỏ xíu thôi đó, còn xung quanh là anh để kiển hết, có chỗ nào mà thấy trong anh để kiển hết. Anh thấy cái đó anh được rất mà là tốt, nhưng mà rất tốt, rất tốt, nhưng mà đôi khi á là nó hơi nhiều quá đó, nhiều hơn so với cái dự định đó, thành ra quy định quy định của vợ. Không phải ý của anh là gì nè, anh không phải là thích cây kiển mà anh muốn có một cái không gian xanh, nên anh trồng cây kiển khắp nhà. Em cũng rất là thích cây luôn. Ok, thì mình sẽ dự kiến là trong tương lai mình sẽ mua cái căn nào to to hơn và em chừa nguyên cái bản sân thì là to để cho anh để cây kiển cho thỏa cái lòng của anh. Cũng biết thương chồng, biết nghĩ cho chồng lắm. Nhưng sao nữa, một người phụ nữ tuyệt vời như thế này. biết nghĩ lắm, mua miếng đất lớn hơn. Chứ chồng có gì hết trơn. Dạ vâng, cũng đã tới cái thời gian cuối của chương trình rồi. Cảm ơn anh đã tới với chương trình, cảm ơn anh vì đã mang tới cho chương trình những cái cảm xúc qua những câu chuyện của anh. Anh có thể nói một lời nào với quý vị khán giả được không? Biết là chương trình hôm nay nó tạo cho Phúc một cái điều rất là đặc biệt. Đó là nó cho Phúc trôi lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức của mình, mà không phải nói là cái thời đi hát, mà cái thời bắt đầu chập chững bước chân lên Sài Gòn, cái thời mà mình không nghĩ là mình sẽ trở thành một ngôi sao ca nhạc. Cho Phúc quay ngược về cái thời gian hiện tại và cho Phúc một cái thời gian hướng đến tương lai nữa, và hy vọng rằng qua chương trình này mọi người sẽ hiểu được cái quá trình, cái giai đoạn mà Phúc bước chân vào nghề. Hiểu Phúc hơn, thương Phúc nhiều hơn. Và cũng mong là tất cả các vị khán giả sẽ tiếp tục đón nhận cũng như là ủng hộ những sản phẩm âm nhạc và những cái chặng đường nghệ thuật của Phúc sắp tới nữa. Xin cảm ơn tất cả các vị, cảm ơn chương trình. Nghiệp cho ban biên tập biết ha Nghĩa ha. Em tên là Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh ngày 10/2/1994. Nghề nghiệp là buôn bán nông nghiệp á, nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản ha em. Đúng rồi, bên mảng cá cảnh. Là nhà em làm bên mảng này lâu chưa? Làm cũng được 2 năm rồi. Là mình có kinh doanh gì không em? Kinh doanh về hải sản chưa? Cái đó rồi gọi là cái ngành mới của ngành cá cảnh á. Cá cảnh đó. Thì là em có mở tiệm kinh doanh không? Cũng có. Cũng có mấy chỗ cửa hàng. Nhà hay sao? Mình cụ thể giúp chị. Có mở chỗ cửa hàng giống như ở Bình Dương một cái, Sài Gòn cái với Bến Tre cái. Là mình có 3 cửa hàng luôn. Dạ đúng rồi. Là hiện tại là em đang ở đâu? Hiện tại em đang ở Bến Tre. Vậy Sài Gòn với lại Bình Dương thì ai quản lý? Cái đó em thuê người chị. Quê em ở đâu Nghĩa? Quê em Bến Tre luôn. Rồi mình chia sẻ điểm mạnh điểm yếu của mình đi Nghĩa. Điểm mạnh là gì ta? Giỏi thể thao, nói chung là cũng bình thường chứ không có gì mạnh, không có gì yếu. Rồi nè, bây giờ ví dụ như con ở nhà biết nấu ăn gì không, rồi có khéo tay không, có ca hát được không, hay là chơi thể thao thôi? Chơi thể thao là giỏi, còn với có thể thao
Còn mấy kia dạng bình thường, nấu ăn cũng tạm được. Ca hát sao? Ca hát thì dở tệ luôn, nhà ai cũng hát hay đó mà em thì dở tệ. Rồi, dạ, rồi điểm yếu của mình sao em ơi? À, điểm yếu là dạng như người hướng nội á mà, không thích chỗ đông người này nọ đâu. Rồi, tình trường của em như thế nào? Kể về những cái cuộc tình của em đi, của em bao nhiêu lâu, lý do vì sao chia tay, kể chi tiết nha. Tình trường nói chung là cái mối tình đầu lúc ở trung học phổ thông á, chắc cũng được 6 năm á, rồi lên ở trường đại học học á, rồi cái tự nhiên chia tay, chắc cũng có người mới đâu á, nên cũng hỏi lý do, cũng chia tay. Rồi cái mối tình đây hình như gần nhất là 2 năm á, trước dịch Covid á. Cũng chia tay giống như là sao ta, người ta đi du lịch tới gặp một người học hơn á, nên về chia tay luôn. Từ đó tới nay vẫn còn mình. Ở dưới quê không có ai hết hả? Mà sao mà chương trình nè? Dưới quê hầu như là tối ngày không có ai luôn. Vậy như tối ngày đi chơi toàn bọn con trai đi đá banh, đến banh này nọ không à. Còn bình thường đi làm. Còn không ai làm ai cho em hết hả? Em nói vậy người ta đâu có tin đâu. Khổ ghê. Rồi bây giờ hình mẫu mong muốn như thế nào nè, mà cho chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình, có ai hối em hay gì không? Không, giờ mẹ hối quá. Mẹ nói sao? Mẹ nói kiếm con dâu lẹ lẹ đi để cho bà chăm cháu nội rồi chứ. Lâu lâu nữa là bà chồng không nổi, bà không chăm giùm nữa đâu. Mẹ bao nhiêu rồi? Mẹ chắc cũng tầm khoảng chừng đâu gần 60 rồi. Vậy mốt em tham gia em chở mẹ lên luôn nha. Mẹ à, mẹ để coi mẹ có rảnh không cái đó. Rồi bây giờ em muốn một hình mẫu như lý tưởng của em như thế nào nè, về ngoại hình chi tiết, cao thấp mập ốm gì đó. Gu của em phải ốm ốm một xíu. Cao tầm 1m6 được. Em cao mét mấy? Em cao 1m72. Rồi. Càng xinh càng tốt, không xinh cũng không sao, nói chung là tình cảm từ từ vội đắp được. Vấn đề đó cũng không quan trọng mấy. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền. Chỗ nào cũng được á. Rồi, công việc thì sao? Tuổi tác thì sao em? Tuổi tác hả? Tuổi tác tổng chừng 34 đổ lại. Là lớn hơn em vẫn được đúng không? Đó thứ vẫn được. Rồi mình có những điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Cho chị 4 điểm. 4 điểm à? Giống như là lăng nhăng. Về ngoại hình kìa. Cái gì mà chị nhìn có thể nhìn vô được cho em á? 4 điểm. Không thích hả? Ví dụ như là xăm chỗ được không, tóc đen, tóc đỏ, tóc vàng được không, rồi thủ thuật thẩm mỹ được không, hay ví dụ nhiều chuyện xíu được không, cái gì trang điểm lòe loẹt xíu được không, tùy em không thích cái gì ở người phụ nữ, có cái những cái điểm nào em thích thì cứ nói ra. Em không biết nữa, nói chung là miễn thích là tự nhiên nhìn nó đẹp ra nên cũng không biết không thích chỗ nào. Rồi em có mẫu hình tượng cái gì, mẫu cái người nào mà em thích không, ví dụ như ca sĩ diễn viên nào đó mà em thích không, để chị nhìn vô chị biết là cái người đó là phù hợp với em. Cái mẫu người đó em thích. Ca sĩ Thu Thủy chưa? Hình mẫu là Thu Thủy. Rồi rồi còn cái gì nữa không nè, ví dụ như là về lấy em về là phải làm dâu hả hay làm sao? Em sao cũng được, nói chung bây giờ em tài chính cũng ổn định, giờ muốn đi đâu sống cũng được. Rồi mình còn cái gì, mình còn yêu cầu gì nữa không Nghĩa ơi? Yêu cầu nói chung là biết điều xíu là được rồi. Bạn gái biết điều xíu, biết điều là như thế nào, kể chị nghe coi. Kiểu như là biết tôn trọng người lớn rồi, nói chung là vậy được, biết lễ phép về được rồi.
không yêu cầu công việc gì hết đúng không? Không, không yêu cầu. Rồi ví dụ như là bạn gái ở xa thì em yêu xa được không? À, cái đó được chị, tại vì lúc trước bạn gái em ở bên Thanh Hóa với Hải Phòng á. À, quen xa xa vậy luôn hả? À, tại lúc trước là nó dạng như nó vô đây làm bất động sản một thời gian, lúc đó em cũng làm bên đó. Cũng gặp nhau quen. Rồi ok, vậy thì nhỏ ở đây chị đã ghi lại tất cả những thông tin của em rồi. Chị chương trình đúng không ạ? Vâng, em nghe rồi. Dạ rồi, ok. Giờ đầu tiên thì anh giới thiệu họ tên này cũng như là năm sinh, nghề nghiệp và cái vị trí ở hiện tại của mình á, cũng như quê quán luôn nha. Rồi em mời anh ạ. Em tên là Đặng Văn Minh, sinh năm 1998. Quê em ở Hà Nam và cũng đang làm công nhân công ty ở Hà Nam. Em làm công nhân công ty khu công nghiệp. Nào mình làm vị trí nào anh? Mình làm công nhân. Dạ, công nhân ở Hà Nam. Và mình làm công ty chuyên về sản xuất cái gì anh? Linh kiện điện tử. À, dạ rồi, linh kiện điện tử. Rồi, chia sẻ thêm giùm em về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh... em biết hát này. Dạ rồi, điểm mạnh biết hát. Rồi, có biết nấu ăn hay gì không? Phải tính tình mình như thế nào nè? Em biết nấu ăn. Tính cũng vui tính, cũng thoải mái, hòa đồng. Rồi, điểm yếu thì sao ạ? Điểm yếu là em có hút thuốc. Có hút thuốc vậy, nếu như mà bạn nữ không thích mình hút thuốc quá, mình có bỏ từ từ được không ạ? Được, được bỏ được. Rồi ok. Rồi chương trình nó sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là mình ở Hà Nam vậy thì mình có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để mình tham gia ghi hình nếu như mà có người phù hợp không ạ? Dạ được, nhưng mà bây giờ mình cũng chương trình mình cũng đang phải tìm đúng không ạ? Dạ tìm, đúng rồi. Thì chương trình sẽ tìm và nếu như mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ cố gắng báo sớm cho mình để mình chuẩn bị nha. Thì tầm chắc tầm cuối tháng sau thì em mới sắp xếp được vào, vì em đang chuẩn bị cho cái công việc này xong rồi để em nghỉ ấy. Nghỉ thì mới có thời gian vào trong đấy được. À, là cuối tháng sau mới rảnh đúng không? Dạ rồi, ok, em đọc thông tin rồi ha. Rồi, hồi đó giờ là mình đã có quen ai bao giờ chưa ạ? Em cũng có quen rồi, cũng có quen 2-3 người rồi. Rồi, có quen 2-3 người, vậy thì cái mối tình sâu đậm nhất của mình đó, thì lý do tại sao mình chia tay nè và mình quen nhau trong hoàn cảnh nào ạ? Mình sâu đậm nhất là mối tình đầu. Mà chia tay thì do hồi đấy vẫn còn trẻ con quá nên là chia tay. Còn mối tình gần nhất là cách đây tầm 1 năm thì do người ta quá là như kiểu người ta đề cao về còn vấn đề tiền bạc quá ấy. Nên là mình cũng cảm thấy không hợp nên mình cũng chia tay mới gần 1 năm. Rồi tham gia chương trình thì mình muốn tìm một bạn nữ như thế nào ạ? Mình muốn tìm một bạn nữ nói chung là bình thường thôi, đừng cá tính quá, ngoan hiền, biết nghe lời, mà nói chung là người ta cũng không cần phải quan trọng về không quan trọng về tiền bạc. Với em thì với đơn giản là người ta một cái áo người ta theo em cũng được, nhưng mà người ta phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc rồi động viên mình, chứ không phải là về người ta lại thế nọ thế kia, thì em lại không muốn tìm những người như thế. Thì mong chương trình này tìm giúp em. Dạ rồi, bạn nữ thì tuổi tác như thế nào, rồi cao bao nhiêu thì được nè? Em thì em cũng không cao lắm, em cao 1m6. Dạ rồi, cao 1m6, rồi bạn nữ thì tầm 1m4, 1m5, thấp hơn mình hoặc là cao hơn mình tầm cao hơn mình mét được không ạ? Cao hơn mình được thì tốt, còn thấp hơn mình thì cũng chỉ thấp hơn một chút chút thôi, nó đừng thấp quá. Dạ rồi, ok. Người cao hơn cũng được đúng không ạ? Mặt nói chung là cũng xinh xinh một chút. Dạ rồi. Nghề nghiệp người ta thì có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Nghề nghiệp tính cách nào á? Tính cách thì đó là như em nói là không cá tính quá, vì người ta không em không muốn người ta mạnh mẽ quá. Thì mình là đàn ông rồi. Nên là tìm một người nào đấy bình thường thôi, dịu dàng,
đơn giản thôi, giống như đừng người ta sắc sảo quá về cái sắt xéo mình cũng không muốn. Thì em thì muốn muốn tìm một người là em muốn tìm một người là hai đứa về cùng nhau cố gắng, không cần không yêu cầu người ta phải có cái gì cả, hai đứa lấy nhau về rồi cùng cố gắng chứ chứ không phải là người ta phải có cái nọ cái kia, vì em cũng không có gì cả. Tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì vừa? À, em xem 98 thì mong là tầm từ từ 98 đến 2000 trở lại, 2000 từ 98 À, lớn hơn 1-2 tuổi đúng không mà? Tại vì từ 98 tới 2000 thì khoảng cách nó cũng hơi nhỏ, nhiều khi nó sẽ khó kiếm mà. thì Đến nhỏ tầm hơn chưa 97, 96 đúng không? 97 96 96 cũng được, 96 được, 99 97 thôi, 96 thì không hợp, 96 thì không hợp. Rồi vậy là 2K9997. Từ Rồi. từ tầm 2K, 2K2, 2K2 đến 97. Rồi ok. Rồi có cái điểm gì mà mình không thích ở bạn nữ không ạ? Không thích Ngoài cái việc gì? mà bạn nữ quá sắc sảo ra thì có cái những cái điểm gì bạn nữ mà bạn không có thích không? Người ta phải Như xăm biết mình đối nhuộm nhân tóc xử hay thế gì này. đâu, cái kiểu gì á. À, cái đấy thì không quan trọng, mình cũng là người hiện đại mà, nên là nhưng mà người ta phải biết đối nhân xử thế, biết ứng xử trong cuộc sống thì phải biết trên biết dưới, biết nọ biết kia. Người ta về nhà mình thì người ta cũng phải tôn trọng gia đình nhà mình. À, Đấy. là sau này là bắt buộc là bạn nữ phải về làm dâu hả bạn? Hay là mình với là bạn nữ có thể ra riêng rồi có ý định là vào miền Nam hay gì đó để mình lập nghiệp không bạn? Hay là mình chỉ ở Hà Nam thôi? Đấy thì tùy em thì cũng làm ở đâu cũng được, mà quan trọng là cuộc sống thoải mái, không quan trọng là, nhưng mà phải về làm dâu đã chứ thì mới mới tính đến cái chuyện đi đâu đi đâu, thì phải về với bố mẹ, mình cưới nhau về thì phải ở với bố mẹ đó chứ, đúng không ạ? Dạ rồi. Rồi thì mình đi làm ở đâu cũng được, đi có đi làm rồi lo cho cuộc sống của mình, lo cho gia đình mình, thì cứ chỗ nào nhiều tiền thì mình kiếm thôi. Thu nhập của bạn hiện tại là tầm bao nhiêu bạn? Em làm công ty thì được 7-8 triệu thôi. Dạ rồi. Em cũng Rồi. nghèo mà. Nói chung là em cũng nghèo, cũng không có gì cả. Rồi, hiện bạn có thêm cái mong muốn nào nữa không ha? Mong muốn thì cũng chưa có mong muốn gì. Nói chung là bạn ấy, bạn đấy em thì em thì em trắng. Em cũng mong muốn tìm một bạn nào cũng trắng trắng một chút thế thôi. Không không có mong muốn gì thế. Là khi mà Rồi mình tìm hiểu ok. thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, rồi mình nhận thông tin từ bạn ha. Hiện tại chỉ là cái buổi check in những cái thông tin cơ bản trước. Thì nếu như mà bạn được vào vòng trong á thì sẽ có biên tập liên hệ với bạn để trao đổi kỹ hơn nha, cũng như hướng dẫn bạn chia sẻ khi mà mình đến mà tham gia chương trình á. Rồi, cảm ơn bạn ạ. Vâng, cảm ơn. Như vậy là phỏng vấn xong rồi đúng không? Thì ở đây cũng có một số biên tập khác nữa cho mình cứ chủ động giới thiệu quán nghề nghiệp cho mình ha. Dạ, em là Hà Văn Hải, sinh năm 1989. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông ạ. Nghề Mình nghiệp của làm em là gì nghề ta? làm dạ. Alo, Hải sinh năm Dạ bao em Hải 88 hả? Em sinh năm 1989 ạ. Hờ 89 rồi, ok. Mình công việc của mình ở Đắk Nông là gì? Em chuyên về đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng mà cụ thể là mình kinh doanh hay là mình làm cái gì, sản nhà sản xuất hay sao em? Vâng, em là mà chủ xưởng Đó, mình phải đó thì mình nói là mình chủ xưởng gốm hay gì đó. Đó dạ. rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của Hải là gì? Điểm mạnh á, em thì nhiều lắm. Đá bóng hay làm gì sinh hoạt về thể thao thì em ok. Dạ, điểm yếu em thì nói chung là cũng đôi khi cũng hơi Hello. lười. Rồi, tình trường của mình sao phải? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Rồi Dạ. kể 2 mối tình đó đi, quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Em mới tình em kết thúc năm em 28 tuổi, em tập trung vào sự nghiệp. Rồi mình kể lại 2 mối tình đó giùm chị đi, là quen cái cô đó như thế nào, rồi lý do vì sao chia tay 2 cô đó. À dạ thì
Mối tình kết thúc cuối cùng là năm em 28 tuổi, do chắc là em mới bắt đầu sự nghiệp, đâm ra lúc đấy là hơi mình chưa có gì trong tay chị, đâm Còn ra mất bắt mình đầu thì sao? mối tình đầu thì thời học sinh ấy. Thầy còn đang ngồi trên ghế nhà trường ạ. Dạ. Mình quen cái bạn mà kết thúc năm 28 tuổi là mình quen bao lâu? Dạ 4 năm ạ. 4 năm. Dạ. Ai là người chủ động chia tay mình kể về cái cuộc tình đó đi. Ai Dạ là bạn, do bạn nữ đấy ạ, do do em vào tập trung sự nghiệp ấy, lúc đấy chưa có gì trong tay bơ ngớ, thì lúc đó bạn nữ có ngỏ lời, đâm ra lúc đấy thì em chưa 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 chuẩn bị sẵn sàng lắm. ngỏ lời làm sao chưa hiểu lắm. Nghĩa là thì do em chưa ổn định công việc này, do còn nhiều cái chưa ổn định ấy, đâm ra thì lúc đấy bảo về phần yêu đương hay lập gia đình em chưa chuẩn bị sẵn sàng ạ. Là cô quen 4 năm xong rồi bạn gái kêu là kết hôn nhưng mà mình không chịu nên bạn gái chia tay hay là mình chia tay? Dạ, bạn ấy chia tay. Vậy là do mình ha. Dạ. Rồi mình ca hát gì được không Hải? Em thì em là kẻ thù bấm nhạc rồi. Ủa, vậy hả? Dạ. Rồi giờ mình muốn tìm hình mẫu như thế nào, ở trên đó không có ai sao mà mình nên tham gia chương trình vậy? Dạ do mẹ là fan của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, mẹ là fan đăng ký à, mẹ là fan con trai đăng ký hả? Dạ. À, Đâm ra năm nhưng mà nay thật em sự là lớn tuổi rồi, đâm ra mẹ có muốn hối. kiếm người yêu không Dạ. hả? Sao Nói gì, sao chị? em nói gì là mẹ em đang hối em Dạ hả? đúng rồi ạ. Nhưng mà em có nhu cầu tham gia không hay là mẹ kêu rồi mới đăng ký vậy thôi? Thì nói chung là Tại vì mình mẹ tham em gia cũng đâu hối mà lâu rồi, cũng là fan cứng của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, fan cứng lâu rồi, đâm ra là thôi thì em ai nấy mà thôi lấy nhưng mà mình có muốn hay không? dạ có chị. Rồi ok, muốn là được rồi. Dạ. Mình hình mẫu của mình như thế nào Hải ơi? Chi tiết về về mẫu hình dùm chị, về mẫu hình dùm chị ha. Đại loại giống chị Khả. Đại loại giống chị Khánh luôn. Là giống về cái gì, ngoại hình hay là tính cách hay là cái gì? Nói chung là cả hai. Rồi cho chị 4 điểm không thích ở người phụ nữ đi. À, cầm làm nói nhiều ấy chị. À, lòe loẹt. Dạ. Lòe loẹt hả? Làm sao là trang điểm chị Khá Như được không? Ok quá. Chị Khả Dư fan em fan Nhưng cứng mà rồi. cái chữ định nghĩa lòe loẹt là như thế nào? Nói chung là đầu xanh đầu đỏ hay đại loại gì đó chị. Là không thích đầu xanh đầu Em sợ đỏ. khoảng đấy Nó lắm. cụ thể ha. Rồi Dạ. còn gì nữa, mới có 3 điểm à, còn điểm nữa. Cái gì ta? Chị Gì mà gợi thích, ý cho em cái. cái gì mình không thích ở người phụ nữ nữa, về ngoại hình á, nhìn vô chị Dạ. thấy là em không thích là chị loại liền. Nói nhiều nhỉ, nói nhiều quá rồi nhỉ. Lên lên. Nói nhiều càm ràm là có rồi nè, rồi Dạ dạ hả, không lòe loẹt đầu xanh đầu À, đỏ hình nè. xăm, hình xăm chị ơi, hình xăm. Không hình xăm, nhưng mà hình xăm nhỏ nhỏ được không? Được ok chị. Để hình xăm nhỏ thì được, còn Dạ lớn dạ quá thì không hả? dạ. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi khi mà mình chương trình xuống tham gia ghi hình ở dưới Sài Gòn thì mình vẫn xuống được mà đúng không Hải? Dạ em đi được chị ơi. Rồi ok thì Ủa, chưa hỏi tuổi tác mong muốn bạn gái mà. Vâng, tuổi bạn nữ em muốn là bạn mệnh thổ hoặc là mệnh thủy gì đó Gì vậy trời? được. Ủa gì vậy? Tôi chơi theo mệnh luôn vậy?
Giờ chơi phong thủy gì trời, bây giờ cho tôi con số nhất định một cái là từ khoảng 25 cho đến 32 tuổi hay gì đi chứ giờ À chọn vâng, trong khoảng dao động từ khoảng nói chung là nhờ anh chị giúp từ nói chung là 30 đổ về chị ạ. bằng tuổi đổ về không được hay sao ạ? Bằng tuổi đổ về hay cãi nhau lắm chị ạ. Nghĩ nhau hay không vô mình chứ. Dạ Rồi, quê quán thì mong muốn bạn gái ở đâu nhỉ? em muốn ở khu vực Tây Nguyên được chị. Đắk Lắk hoặc Đắk Nông ấy. Dạ. Ở xa hơn xíu được không? Nhưng mà miễn sao chịu về làm dâu là được. Xa xíu ạ. Lâm Đồng thì được. Dạ, Lâm Đồng cũng hơi xa, mẹ em say xe sợ phải cưới xin hơi đi vất vả. Rồi còn về ngoại hình. Chiều Ngoài cao em 1m58 trở lên được. 56 hoặc 58 đấy. Dạ. Đấy. anh cao mét nhiều Em cao 1m67. 1m67 rồi ok rồi anh còn mong muốn bạn gái gì nữa không nè, ví dụ như là bạn ấy đã từng có lập gia đình rồi được không? Dạ. Cái đấy thì Không muốn à? dạ, mẹ em bảo thả lấy cái xấu Trời. hơn. Rồi ok. Về tôn giáo thì sao ạ? À, công giáo ok, cái gì được gì. Rồi ok. Dạ. Rồi đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Thì nếu mà có gì thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ, Rồi, ok chị. cảm ơn anh rất nhiều ạ.